Hello mọi người, hôm nay mình là có món mới nha mọi người. Ngon cực kỳ luôn. Thơm quá. Hôm nay là món cháo. Cháo gì mà có lòng, có trứng. Ngon. Mấy hôm nay nhắc ăn nên ăn cái gì còn ngán ấy, nấu cháo ăn thôi. Trứng nè, cái này buồn trứng luôn á. Mấy cái này ăn nó đỡ ngán, nhưng cơm nhiều quá nó ngán mọi người, nên hôm nay thay đổi món. Hôm nay nấu một món cháo đấy, con gà. Mời mọi người nha. Ngon cực kỳ luôn. Đó, mọi người nhìn cực kỳ chất lượng nha. Bồi dưỡng sức khỏe. Đây, có cái cục này ngon nè. Cái cục mà trắng 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 nè. Không biết cục gì mà ăn ngon nè. Trong này có hành, có ngò, ăn thơm. Cứ mỗi ngày có món gì mới thì mình cứ đăng lên clip vậy á. Mọi người xem clip ủng hộ bằng cách đăng ký kênh của mình nha. Mình cũng quay, bây giờ mình có cái gì mình coi cái đó. Sau này có gì hay 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 mình đăng lên cho mọi người xem. Bây giờ mình đang ở nhà không à, chỉ có quay những cái món ăn vậy thôi. Đó. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người nhiều thật nhiều sức khỏe. Bye bye.